Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại đồng hành cùng kênh Phú Quý Tài Lộc, nơi chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về phong thủy tử vi và đời sống tâm linh. Thưa quý vị, không thể phủ nhận rằng công dụng chính mà cây trồng mang lại là giúp thay lọc không khí, hơn nữa còn góp phần tôn vinh vẻ đẹp sang trọng của ngôi nhà. Vậy nên xu hướng nội thất xanh đang trở thành trào lưu cho thiết kế nhà ở hòa hợp với thiên nhiên. Nhưng theo phong thủy, không phải loại cây nào cũng được trưng bày trong nhà. Nhiều loại cây bản chất mang khí âm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và vận hạn của gia chủ. Vậy đâu là những loại cây không nên trồng trong nhà? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất là cây xương rồng. Xương rồng mang lại vẻ đẹp độc đáo và lạ mắt. Đây là loại cây cảnh phổ biến, xuất xứ chủ yếu từ sa mạc châu Mỹ. Nhiều người còn yêu thích loại cây này vì sức sống mãnh liệt, dù trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Bên cạnh đó, không cần bỏ nhiều công sức chăm sóc, cây vẫn sinh trưởng tốt. Nhưng theo phong thủy, xương rồng là một trong những loại cây không nên trồng trong nhà. Bề ngoài gai góc sắc nhọn của xương rồng mang tính sát khí, do đó loại cây này không nên trưng bày trong nhà. Hoặc nếu quá yêu thích, bạn hãy đặt cạnh cửa sổ để vô hiệu hóa năng lượng xấu. Ngoài ra, mủ của xương rồng rất độc, có thể gây suy giảm hệ miễn dịch nếu nuốt phải. Bên cạnh đó, nếu không may bắn vào mắt, có thể viêm nhiễm, giảm thể lực, thậm chí mù lòa. Thứ hai là cây dâu tằm. Trong phong thủy, cây dâu tằm là loại cây mang âm khí nặng, tượng trưng cho sự mất mát, đám tang và đau thương. Nếu trồng trong nhà, nguồn năng lượng tốt sẽ bị cản trở lại, thu hút khí xấu, tà ma vào nhà, từ đó mang tới những điều không may. Cụ thể, gia chủ sẽ làm ăn sa sút, hao tán tài lộc nếu trồng cây dâu tằm trước hoặc trong nhà. Nếu quá yêu thích loại cây này, bạn có thể trồng nó ở sau nhà hoặc trong vườn. Thứ ba là cây môn kiểng. Môn kiểng là loại cây cảnh lá được dùng nhiều trong trưng bày vì màu sắc bắt mắt của lá cây. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cây môn kiểng ở nhiều khu vực như hành lang, ngoài vườn, cửa sổ, bàn làm việc. Lá cây còn được dùng nhiều trong việc trang trí bình hoa. Tuy đẹp là vậy, nhưng môn kiểng đòi hỏi sự chăm sóc cẩn thận và chu đáo, nếu không sẽ héo rất nhanh. Mà trong phong thủy, hoa héo là điểm không nên. Trưng bày hoa héo có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia đình. Không những vậy, lá cây có độc canxi oxalat sẽ gây ngộ độc và bỏng rát nếu tiếp xúc. Vì thế, môn kiểng cũng là một trong các loại cây cảnh không nên trồng trong nhà. Thứ tư là cây chẳng nguyên. Đây là loại cây tượng trưng cho công danh và tài lộc. Nhiều người tin rằng vào ngày Tết, nếu chẳng nguyên nở trước nhà sẽ nhận được nhiều điều may mắn. Nhưng cây chẳng nguyên lại mang nhiều độc tố không phải ai cũng biết. Thậm chí nhiều người khuyến cáo loại cây này cũng không nên đặt trong vườn vì nhựa cây chứa nhiều chất độc khác nhau. Tuy sắc đỏ rực rỡ của hoa rất được yêu thích, nhưng vì bản chất mang nhiều độc tố mà ít người sử dụng loại cây này để trưng bày. Nếu không may tiếp xúc hay ăn phải, sẽ gây ra hiện tượng đau dạ dày, phát ban ở trẻ nhỏ. Ngoài ra, nhựa cây chẳng nguyên có thể gây đỏ và kích ứng xem mắt người. Thứ năm là cây thủy tiên. Thủy tiên là loài hoa mang vẻ ngoài thuần khiết và đại diện cho sự may mắn, phồn thịnh. Ngày Tết, nhiều người thường trưng bày hoa thủy tiên như cầu mong những phước lành và tài lộc. Thế nhưng ít ai biết lý do loài hoa được liệt vào danh sách loại cây không nên bài trí trong nhà là bởi vì lượng độc tố lớn mang trong mình. Nhựa cây thủy tiên có chứa độc, gây dị ứng nhanh chóng nếu tiếp xúc với da. Ngoài ra thì củ của hoa thủy tiên thường được nhầm lẫn với hành tây. Đây cũng là cây cảnh có độc gây chết người nếu không may ăn phải. Lượng lớn độc tố có thể khiến người trưởng thành suy hô hấp, rối loạn nhịp tim, nặng hơn nữa là tử vong. Thứ sáu là cây dạ lan hương. Dạ lan hương mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng,
với sắc tím violet. Đây cũng là lý do nhiều người thường đặt một lọ dạ lan hương để trang trí mà không hề biết đây là loại cây không nên trồng trong nhà. Mùi hương khá nồng của hoa sẽ gây khó chịu cho những người bị viêm mũi dị ứng. Nhiều người còn nhận thấy tóc dễ rụng hơn vì loài hoa này. Xét theo phong thủy, hoa dạ lan hương thường nở vào ban đêm và tỏa ra mùi hương thu hút những điểm không may. Đặt dạ lan hương trong nhà được cho là điểm xấu, gây rạn nứt tình cảm gia đình. Thứ bảy đó là cây bách đa bonsai. Cây bonsai sẽ không còn xa lạ với những người ưa thích trưng bày cây cảnh. Nhiều nơi còn cắt tỉa và chăm sóc cho loại bonsai như một cây cổ thụ thu nhỏ. Vì thế bonsai mang đến vẻ đẹp đậm chất thiên nhiên ngay trong không gian nhà ở của bạn. Thế nhưng giống bonsai lại được liệt vào danh sách loại cây không nên trồng trong nhà. Lý do cũng bởi thời xa xưa, loại cây này thường mọc gần bia, mộ và trong đình chùa. Do đó bonsai thường hội tụ nhiều âm khí và không thích hợp trưng bày trong nhà. Đặc biệt phòng khách là nơi thuộc thổ nên tránh được bài trí những loại cây này. Thứ 8 là cây liễu. Theo ông bà truyền lại, cây liễu có phát âm gần với tử lưu, nghĩa là đổ, chảy đi. Chính vì vậy, nó mang nghĩa là tán gia, bại sản. Hơn nữa, cây liễu từ xưa luôn được lấy ra để so sánh với những người con gái có số phận nổi trôi, nên nó mang nghĩa hoàn toàn không may mắn. Trong phong thủy, cây liễu lại là cây thuộc về phần âm. Chính vì vậy, nó sẽ thu hút âm khí vào ngôi nhà. Hơn nữa, đây là cây không sinh hạt, nên biểu tượng cho việc không may mắn trong đường con cái. Nên từ xưa, người ta đã kỵ việc trồng cây này trước nhà. Nhưng không phải vậy mà không ai trồng loại cây này. Họ thường trồng ở công viên, ở quanh hồ để tạo bóng mát. Sau khi đã tìm hiểu về những loại cây không nên trồng trong nhà, thì quý vị cũng nên tham khảo những nguyên tắc vàng nếu muốn trồng cây đúng phong thủy sau đây. Nên lựa chọn những loại cây phù hợp với phong thủy của gia chủ. Cây phong thủy cho mệnh kim. Những người thuộc mệnh kim nên lựa chọn vật hay cây có lá, hoa, thân mang màu thuộc nguyên tố của mình là ánh kim hay trắng. Ngoài ra, màu hợp với người mệnh này còn thuộc hành thổ là nâu và vàng. Cây có những màu này giúp họ thăng tiến hơn trong công việc, tài sản cũng thêm phần dồi dào, may mắn từ khắc xuất hiện. Cây phong thủy cho mệnh mộc. Người thuộc mệnh này nên trồng những cây cảnh có màu xanh lá cây thuộc màu bản mệnh. Tốt hơn có thể chọn màu xanh dương hoặc đen thuộc hành thủy vì thủy sinh mộc. Giống như việc cây gặp nước, gia chủ sẽ có tiền tài dồi dào phát triển. Mộc sinh hỏa, cây gặp lửa đốt sẽ cháy, tiêu tán. Nên mệnh mộc không nên chọn những vật hoặc cây có màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc hành này. Đồng thời vì hành kim khắc xí mộc nên cây màu trắng cũng cần phải tránh. Nếu chặn nhầm những cây này, họ có thể gặp nhiều xui rủi, tài sản tổn hao, tiêu tán. Cây phong thủy cho mệnh thủy. Cây phong thủy theo mệnh thủy phải có màu trắng, mệnh kim hoặc xanh dương, đen. Đấy là những màu hợp có thể giúp cho gia chủ tài vận hanh thông, tiền vào như nước, may mắn ào ào. Đồng thời, người mệnh này tuyệt đối tránh những cây cảnh có màu nâu, vàng, hành thổ khắc thủy hay toàn thân đều xanh lá cây, thủy sinh mộc. Nếu như không muốn đánh mất sự giàu có, thịnh vượng của gia đình. Cây phong thủy xem mệnh hỏa. Hỏa rất hợp với cây trồng có màu đỏ, hồng, cam, tím. Đặc biệt, những loại cây toàn thân màu xanh lá cây, hành mộc cũng mang lại nhiều tiền tài, hạnh phúc và sức khỏe cho gia chủ. Người mệnh hỏa đặc biệt nên tránh nhất là cây màu xanh dương, đen hoặc nâu, vàng. Trồng những cây này cũng giống như tự rước xui xẻo, tự hại bản thân vậy. Cây phong thủy cho mệnh thổ. Mộc khắc thổ nên người mệnh này cần cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn trồng cây. Nếu có trồng phải là những loại cây nhiều màu đỏ, hồng, cam, tím, hỏa sinh thổ, hoặc màu vàng ghi nâu, màu bản mệnh, để có thể gia tăng vận tốt, tích lũy năng lượng tích cực. Đặc biệt mệnh thổ tuyệt đối tránh cây có màu trắng,
hoặc chỉ có màu xanh lá cây, khiến tiền tài tiêu tán, gia đình nghèo đói khổ sở và gặp nhiều bất hạnh. Cuối cùng, khi đã lựa chọn được cây hợp mệnh, thì gia chủ cũng cần lưu tâm đến những điểm sau. Những cây trồng trong vườn nên chọn loại cây có thân thẳng đều, vươn cao như chuối, tre, trúc, cau, dừa, sẽ mang lại nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc của các thành viên trong gia đình. Nếu cành lá của cây cối xung quanh sinh trưởng hướng về các phòng trong nhà đều có lợi, nếu ngược lại là bất lợi. Xét về mặt phong thủy ngũ hành, hướng Tây Bắc là hướng càn, cây cối là mộc tinh. Vì thế khi xem hướng làm nhà, những nhà ở hướng Tây Bắc nên trồng cây to sẽ bảo vệ được chủ nhân của nhà đó. Quý vị có thể trồng xung quanh sân vườn một dãy tre, trúc để mang lại những điều tốt lành cho người trong nhà. Tre, trúc cũng là các loại cây dễ sống, cải lá tươi tốt bốn mùa, nên có chức năng cải thiện môi trường và điều tiết phong thủy nhà ở rất tốt. Nếu như cây cối trong vườn luôn xanh tốt là biểu hiện cho đất đai màu mỡ, môi trường trong lành. Nếu cây cối sinh trưởng thưa thớt là biểu hiện một môi trường không tốt. Đó cũng là cách giúp bạn cải thiện môi trường, tránh những ảnh hưởng bất lợi đối với sức khỏe. Trên đây là danh sách những loại cây không nên trồng trong nhà và lưu ý khi trồng cây mà bạn nên tham khảo. Chúc bạn sớm tìm được loại cây cảnh ưng ý, vừa gia tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả gia đình. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.